Anh hàng xóm ơi, sao đang rảnh hôm nay có gì không ơi? Hôm nay có gì không? Tự nhiên tao thấy sau Tết tao thấy Ngân đi học lại cũng hơi chán, hay là Ngân anh em mình chơi Ngân một trò nào đi. Cũng được, vậy chơi hỏi nhau đi. Ok luôn, đang rảnh à, giờ chơi thôi. Ok, bây giờ vô câu hỏi đầu tiên nha. Ai là người phát hiện ra sông suối? Hay thằng điên này, ai mà chả phát hiện sông suối? Để ta nói, hay sông suối nào mới thì người ta đặt tên cho nó thôi. Ta đặt phát cho mày bơi lên trời liền. Giờ câu hỏi thứ hai nha. Tại sao những ai mê mè sim mi lại gọi là thân thích sim? Bởi vì cái độ cute của nó chứ còn gì nữa. Đó, mày có thấy con gái nào mà có đứa con trai nào mà chả mê mè sim mi không? Mà không có thế mày cũng hỏi nữa. Nó cho mày lên trời. Ok, vậy đây là câu hỏi cuối cùng nè. Nè, khi xem YouTube mày hay làm cái gì? Xem chùa. Đấy, xem chùa. Sao lại ném tao? Mày có biết là tất cả các YouTuber nó rất cực khổ để mà họ suy nghĩ ra một cái video nào đó để mà cho khán giả người ta xem được hay không? Sao lại biết được? Thì YouTube không phải là một chuyện chơi đâu. Làm YouTube á thì cái YouTuber rồi có nhiệm vụ đó đến làm phải suy nghĩ và tạo ra một cái số video rồi để cho khán giả người ta coi. Trong khi đó những cái bọn xem chùa như chúng mày thì suốt ngày chỉ biết xem chùa mà không biết like, share, subscribe hay là hay là đóng góp ý tưởng gì cho người ta hết á. Đó, vậy chỉ toàn những mày đi xem chùa xong rồi đi ra không à. Rồi mấy cũng biết đó. Các YouTuber người ta đã cực khổ để mà suy nghĩ ra một cái video này rất là đặc biệt không? Người ta ngày làm đêm để mà người ta suy nghĩ ra một video mới. Đấy, để mà phục vụ cho tất cả khán giả xem. Mà người xem á, người đó cũng muốn xem chân chính, người ta sẽ like, share và subscribe. Đây, hai subscribe thì qua. Nhưng mà ai rồi á thì cũng sẽ ngon sẽ xem thôi. Trong khi đó tất cả bọn sinh viên của mày không like, không share, không làm gì cả, chỉ toàn xem thôi. Mày đừng có tưởng là YouTuber là phải có nhiệm vụ là phải phục vụ tất cả video cho tất cả bọn sinh viên của chúng mày nha. Đó là sự thật. Và tao cũng nói cho tất cả tụi mày và tất cả khán giả đang xem video này cũng một điều rất rõ ràng, ý là khi đem một video nào đó thì mình phải ủng hộ người ta. Không phải là tiền mà là ủng hộ họ bằng một nút like, share và subscribe. Những cái lượt đó sẽ là tạm động lực cho người ta, giúp người ta làm video hơn một cách rất là chính xác hơn, chứ không như xem đồ như cái mày đâu. Khó thế mày cũng nghĩ ra được à? Đã phải dành bộ não này để mà suy nghĩ từ cái hồi Tết tới giờ thì mới nghĩ ra được cái bài học này để truyền đạt cho mày và tất cả khán giả thì người ta biết đó. Cho nên là tất cả những ai đã xem video này, đừng quên chia sẻ cái đoạn ngân bài học lúc nãy cho tất cả những người biết để người ta có thể hiểu được cái tầm quan trọng của YouTuber và cả người xem như thế nào. Nào, và qua đây thì mình cũng nói cho các bạn một cái bài học, đó chính là YouTuber không phải sinh ra để phục vụ cho những người xem chùa.
mà những người xem mới đáng ủng hộ cho họ. YouTuber người ta cũng là một con người chứ không phải là cái gì khác, cho nên đó các bạn đừng có làm gì nữa đó. Các bạn dù có chê ai chăng nữa thì các bạn vẫn nhờ ai rồi thì các bạn cũng phải like, share, subscribe và rồi và đóng góp ý tưởng cho người ta mà thôi. Cho nên là tất cả những bạn nào đang xem chùa thì hãy dừng ngay việc xem chùa và làm ngay như bước này, đó chính là like, share, subscribe những video mà các bạn đã từng xem chùa. Sau đó nó hãy ủng hộ người ta không chỉ bằng những cái lời thô tục mà là những lời khen, những lời chia sẻ và những cái khen, những lời khuyên hoặc là những cái hoặc là nếu người ta có gì đó sai sai ai thì phải góp ý kiến ra để người ta sửa sai và ta sẽ sửa đổi. Cho nên là đây cũng là một thông điệp cuối cùng mà mình muốn gửi cho tất cả những bạn nào đã đang xem chùa và đang xem video này, một cái bài học một ý nghĩa trong việc xem tất cả video trên YouTube, kể cả các cộng đồng khác cũng vậy. Nhưng là tất cả những người xem chùa đó cũng giúp cho kênh đạt được một cái lượng view rất là khủng. Ví dụ đi một cái kênh nào đó một video nào đó nó chỉ có vài view thôi, nhưng nhờ cái vào được xem chùa các bạn, kể cả Antifa luôn, cũng đã tăng cái lượng view lên đến rất là cao. Một phần là cho view thôi, còn những fan chân chính thì số ấn lúc nào cũng thả nút like vào trong cái video đó, vì thế mà số lượng like trong một số cái video nó sẽ rất là cao, và cao tới mức mà không ai đếm được luôn, có thể tới 100.000 like nữa. Cho nên là những bạn nào mà đã xem video này thì hãy dừng ngay việc xem chùa và nhớ like, share, subscribe cho kênh Xuân Vlog nha. Đây là lần cuối đây, không subscribe thì cút khỏi kênh đi.